Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở Head Honda Huỳnh Bạch Tùng, nằm ở kế bên bưu điện ở Mỹ Xuyên nè các bạn. Đây chính là mặt tiền của Head, và đây chính là cái tuyến đường Lê Lợi ha. Địa chỉ chính xác là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đến Head để mình cập nhật giá dòng xe SH350. Hôm nay thì giá tiếp tục có xu hướng là giảm thêm một chút nữa so với cách đây mình báo chắc khoảng nửa tháng ha. Thì bây giờ mình vô luôn cái giá nè. Trước khi báo giá, mình cho các bạn luôn một thông tin là tất cả xe mình báo giá lúc nào cũng là đã bao gồm VAT nha. Vậy vì hôm rày á, vẫn có rất nhiều bạn hay hỏi là anh ơi, cái giá anh báo là có VAT hay không? Có lẽ là do ảnh hưởng ở những cái miền ngoài hay báo giá chưa VAT cho nên mới có chuyện này. Bây giờ mình đến ngay với cái màu đỏ và màu trắng. Xe hiện tại thì có đầy đủ màu, chỉ còn thiếu duy nhất cái màu bạc mờ, bạc nhám đó các bạn, thiếu duy nhất cái màu đó thôi. Với cái màu trắng và màu đỏ hôm nay bằng giá nhau luôn sẽ là 151 triệu. Mình nhắc lần nữa nha, là đã bao gồm VAT nhưng mà chưa bao gồm phí biển số. Bên này là màu trắng nè các bạn. Với cái xe này thì các bạn phải cần có bằng A2 thì mình mới vận hành cái xe hợp lệ nha các bạn. Ok ha. Bây giờ mình đến với cái màu bạc mờ. Tuy là chưa có xe nhưng mình vẫn báo giá luôn cho các bạn. Màu bạc mờ hôm nay giá chính xác là 158 triệu. Là cái màu bạc mờ nha. Bạc nhám đó các bạn. Rồi cái màu đen mờ là ở bên này. Là màu đen mờ. Sau khi báo giá xong á, mình sẽ quay chi tiết lại một chiếc xe cho các bạn ha. Đồng thời cho các bạn thêm một vài những cái thông tin về kỹ thuật của xe luôn. Cái màu đen mờ này sẽ có giá là 154 triệu, lại giá đã bao gồm VAT. Và cuối cùng chúng ta sẽ còn một cái duy nhất là cái màu xám. Màu xám xi măng hay còn gọi là màu xám thể thao đó các bạn. Phiên bản thể thao có cái giá cao nhất là 161 triệu. Nói chung là giá giảm vài triệu so với cách đây khoảng nửa tháng mình báo đó các bạn. Giảm có vài triệu luôn á. Màu xám ha. Đó. Hiện đang có khách vào xem xe. Còn đây là cái màu đen mờ. Bây giờ mình sẽ quay trở lại chi tiết từng màu một chút xíu đi. Rồi mình sẽ qua cái chiếc màu đỏ, mình mở đồng hồ cho các bạn xem cùng với một vài thông số của xe luôn. Bây giờ mình đến cái chiếc màu xám trước. Cái màu xám xi măng này nó là nước sơn bóng. Thì cái phần phía trước này á, phần đầu đèn sẽ là màu đen mờ nè, mặt nạ đen mờ nè. Đây là cái viền rôm rất là sang trọng. Cụm phanh đĩa trước sau luôn đều có trang bị ABS nha các bạn. ABS đôi kênh nè. Đó. Đây, màn hình LCD sắc nét, chút xíu mình mở cho các bạn xem. Bên này chúng ta sẽ có một cái động cơ thế hệ mới nhất ESP cộng. Thì nó là một cái động cơ 4 van và có luôn cái công nghệ nữa là HSTC, kiểm soát lực kéo, kiểm soát moment đó các bạn. Rất là to, hoành tráng luôn ha. Bây giờ mình bước qua với cái màu đen mờ nè. Những cái phiên bản mà nước sơn mờ á thì nó sẽ rất là chất các bạn. Mình sẽ cho các bạn thêm hai số điện thoại lên trên màn hình nha, một số bàn và một số di động để các bạn có thể là tư vấn. Và thêm nữa là một cái địa chỉ Facebook của Head Huỳnh Bạch Tùng. Bên này chúng ta sẽ có cái màu trắng, nước sơn bóng nha các bạn. Màu trắng này thì Honda không có phối thêm những cái phần khác, chỉ có một cái phần nhựa đen chỗ này thôi. Chỗ này, đây là những cái miếng rôm rất là đẹp. Một màu trắng tinh khôi luôn nha, ha. Từ trước ra sau.
Và cuối cùng chúng ta sẽ tiến đến cái màu đỏ này. Cũng như màu trắng thì màu đỏ này Honda cũng chỉ phối một chút miếng, cái miếng nhựa màu đen chỗ này thôi. Còn lại là toàn thân xe được khoác lên mình là cái màu đỏ bóng nha. Nước sơn bóng các bạn. Và chiếc xe này mình sẽ mở khóa cho các bạn xem lại cái màn hình cũng như là phần đèn xe. Về khối lượng xe là 172kg nha các bạn. Một con số tương đối khá khá. Nếu bạn nào có cái ngoại hình mà hơi thấp bé nhẹ cân xíu thì nên cân nhắc trước khi quyết định mua cái xe này. Tại vì cái chiều cao nguyên của xe sẽ là 805mm. Một con số cũng rất ấn tượng đó các bạn. Nếu như theo lời khuyên của mình thì các bạn nên cao phải từ 1m7, ít nữa cũng phải là 1m68 thì mới nên nghĩ đến chuyện là mua cái xe này nha. Và phải có bằng lái A2 nữa các bạn. Đây, nấc đầu tiên này là mình mở yên nè các bạn ha. Nấc thứ hai này chúng ta sẽ mở một cái đồng hồ tuyệt đẹp nè. Đó. Báo nhiệt độ luôn nè các bạn, hiện tại là 34 độ nè. Đó. 12,2 V báo bình luôn, báo xăng chỗ này, báo odo nè, total nè các bạn, báo tốc độ ở đây ha, báo giờ chỗ này luôn nè, traction control, ABS, xi nhan, xi nhan. Đó. Dưới này thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần để mà báo, ví dụ như là chip A nè ha, cũng như là AVGA, tức là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chip A này. Rồi chip B ha, HSTC nè, đang mở đó các bạn, tức là cái kiểm soát lực kéo ha. Khi mà các bạn vặn ga thế này, vặn gấp á, thì cái hệ thống này nó sẽ phát hiện ra nếu cái bánh xe chúng ta vặn nhanh mà nó bị chợt á, thì nó sẽ tự động giảm cái lượng nhiên liệu phun lại để giúp cái xe mình nó không có trượt bánh ha. Ok không? Nó sẽ kết hợp với cái hệ thống ABS để làm việc tốt hơn. Đẹp hay các bạn? Để mình làm lại cho các bạn xem lần nữa nha. À, tiếng còi nè, lớn đó, công tắc tác động cơ nè, và có bắt sinh luôn nè, màn hình bắt sinh nè. Đó, thấy không? Tuyệt vời ha. Bây giờ mình mời các bạn xem cái phần cụm đèn phía sau. Khi mở lên là như thế này. Đèn nhan đó các bạn. Phần bô xe nè. Về dung tích bình xăng á, là 9,3 lít nha các bạn. Đây là cụm động cơ thế hệ mới nhất 4 van. Thì cụm động cơ này nó sẽ cho cái mã lực là khoảng chừng 28,8 mã lực tại 7.500 vòng trên 1 phút. Phía dưới này á, thì chúng ta sẽ có một cái phần cốp khá là to. Đây. Và cái bình xăng này là 9,3 lít nè các bạn, được đặt ở dưới cái yên, cho nên là cái cốp xe nó không được to lắm. Bây giờ mình mời các bạn xem đèn phía trước. Đây, các bạn nhìn nè, đẹp không? Và đây là toàn bộ phần đèn phía trước. Khi mà các bạn mở khóa lên thôi là đèn tự động cháy thế này luôn nha các bạn. Đó. Để mình bật cốt pha cho các bạn xem nha. Đó, đang pha nè. Cốt nè, pha nè. Bắt sinh nè các bạn. Và chiếc xe này nó sẽ cho một cái moment cực đại là ở 31,8 Nm tại 5.250 vòng trên 1 phút đó các bạn. Đường kính hành trình bê tông là 77
nhân 70,77 mm, tỷ số nén của xe là 10,5 chia 1. Rồi ngoài cái hệ thống kiểm soát lực kéo ra rồi thì xe còn có trang bị thêm một cái tính năng khi mà các bạn phanh gấp á, thì cái đèn xi nhan nó sẽ nhấp nháy liên tục. Tại vì khi mà các bạn phanh gấp á, thì cái hệ thống ABS này nè, nó sẽ gửi tín hiệu đến cái rele xi nhan, nó biết được cái bánh mình đang khóa, tức là đang phanh gấp, thì đèn xi nhan trước sau nó sẽ tự động nhấp nháy liên tục để báo cho những người xung quanh và biết là mình đang thực hiện một cái động tác là phanh gấp. Ok ha, nói chung là xe hiện tại thì trang bị rất là nhiều những cái công nghệ, nói chung là tối tân luôn. Đó, đây là logo SH nè, 350i đó các bạn. Bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng, tại vì cửa hàng sẽ có ship xe trên toàn quốc cho các bạn, ship toàn quốc luôn. Các bạn cứ alo cho cửa hàng nha. Rồi nếu mà mua trả góp á, thì cũng vậy, mình tư vấn với các bạn bên cửa hàng thì nó sẽ hay hơn. Mình sẽ cho các bạn thêm một cái Facebook của cửa hàng nữa ở trong phần mô tả nha. Các bạn vào đó mình theo dõi cửa hàng luôn cũng được. Có thời gian mình sẽ lại cập nhật những dòng xe Honda đã có mặt tại hết cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Xin chào các bạn luôn nha.